Trốn Hà Nội vào Sài Gòn vì âm vốn đúng không? Không có được tay trắng mà còn cụt cả tay nữa. Em đang muốn chinh phục cả thế giới. Dạ. Và em chỉ là một cậu bé tí hon mới sinh ra. Bà hàng tôm thì không bao giờ thích bà hàng thịt cả. Xong, không nói nhiều. Thất bại bao nhiêu lần rồi em? Không dưới 10 lần. Watashi wa an tomo shimasu. Thì anh không đầu tư vì em nói nhiều quá. Đạo diễn đóng máy cho anh cả, xong rồi. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ 4/7/2018 trên VTV3. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Và cái cách người ta đang làm bây giờ là người ta quan tâm đến cái nhiệt đầu tiên. Thế thì tôi thu được nhiệt này và gió và cái thoát ẩm. Tôi làm theo các cái cách đó và tôi làm thất bại. Và người ta đã thất bại và người ta bỏ. Nhưng khi tôi tìm hiểu ra vấn đề là Trong hành trình một công ty khởi nghiệp, mình có